Thì kính thưa quý vị, đội ghe ngò cầu ghe trong trang phục màu trắng đang bơi ở đường đua số 1 bên phía phường 5 đối diện lễ đài, đang nhỉnh hơn đội ghe ngò Sóc Trăng đang bơi ở đường đua số 2. Quý bà con hãy cổ vũ thật lớn cho hai đội. Tôi thì nói hai đội đang sấp ngang nữa, chỉ hơn nhau 1-2 mét nước, còn khoảng 200 mét nước nữa hai đội sẽ về đích và đội sẽ chiến thắng ở trận bán kết. Một đội sẽ tiến vào vòng chung kết, còn đội thua sẽ được đồng hạng 3. Và kính thưa quý vị, hai đội đang tăng tốc, còn khoảng 100 mét nước nữa hai đội bắt đầu tăng tốc, có những nước rút về đích tuyệt vời. Đường đua số 2 trong trang phục màu xanh và trang phục màu trắng là đội ghe ngò cầu kè. Hai đội đang rất so kè, quý vị và con cùng nhau cổ vũ thật lớn, cổ vũ thật lớn để cổ vũ hai đội. Và trận bán hai giữa Càng Long Cà Dinh Cà Nội Kiên Giang cũng đã xuất phát. Quý bà con cùng nhau cổ vũ cho hai đội Càng Long Cà Dinh sẽ bơi ở đường đua số 1 bên phía phường 5 đối diện lễ đài, và ở đường đua số 2 là đội Kiên Giang đang bơi ở đường đua số 2 bên phía lễ đài. Hiện giờ chúng tôi thấy hai đội đưa tàu bằng cách đối nhau. Có thể nói đội ghe ngò Càng Long là ứng cử viên vô địch cho cửa kích cửa ly ở năm nay. Vì đội ghe ngò Càng Long trong những năm gần đây với những thành tích rất nổi bật từ giải vô địch tỉnh Trà Vinh cũng như giải khu vực đến lễ hội festival đều nằm trong top 3 và giành nhiều cúp vô địch. Chúng ta nhận thấy là một màu xanh truyền thống của đội ghe ngò Càng Long đang bơi ở đường đua số 1 đối diện lễ đài, đang nhịn hơn và đang tạo khoảng cách đối với ghe ngò Kiên Giang trong trang phục màu xanh dương. Còn khoảng 200 mét nữa chúng ta sẽ biết đội nào sẽ tiến vào vòng chung kết cự ly 1.200 mét năm nay. Và chúng tôi nhận thấy là đội ghe ngò Càng Long bắt đầu thắng lắm rồi, thắng lắm luôn. Đội ghe ngò Kiên Giang sẽ đồng hạng 3 với đội ghe ngò Sóc Trăng. Và thưa quý vị, trận chung kết
sẽ diễn ra hai đội chủ nhà là đội Càng Long, Càng Long Trà Vinh và đội Cồn Kè Trà Vinh. Chủ nhà đối với nhau. Tôi đề nghị hai đội Càng Long, Càng Long Trà Vinh và đội Cồn Kè Trà Vinh và chúng ta nhanh chóng tập trung kiếm nước. Để tiếp tục thi đấu trận chung kết đội đi cầu vàng 200m. Sau khi trận đấu em đối với các cổ động viên trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, Càng Long luôn thể hiện màn đứng góc rất tốt. Còn khoảng 200m nữa thôi, quý khán giả hãy cổ vũ thật lớn cho hai đội Càng Long, Cầu Kè và Càng Long Trà Vinh. Và đội Càng Long, Càng Long chương trình phục hồi sinh đã bắt đầu tấn công rồi. Đúng là Càng Long luôn thể hiện màn đứng góc rất tuyệt vời. Còn Cầu Kè tấn công không ngừng nghỉ. Yeah.